Hello anh em, hôm nay mình tiếp tục cho lên sóng một em Honda Forza 300 2020 xe nhập Ý nha anh em. Và chiếc Forza 300 này thì nó là phiên bản nhập Ý sản xuất tại thị trường Ý. Đấy, và chiếc Forza 300 này nó có màu sắc là màu trắng, xe hải quan chính ngạch, biển số thành phố Hồ Chí Minh. Và em này thì nó cũng là một chiếc xe nguyên zin thôi, zin nguyên bản không có độ chế gì hết, cũng như là xe không có té ngã đâm đụng tai nạn. Và chiếc xe này hiện đang có giá bán là 200 mấy chục triệu nha anh em. Nếu mà anh em nào thích một chiếc xe lướt xe nhập Ý thì anh em cứ liên hệ với mình. Đấy, xe 200 mấy chục triệu thôi. Và xe này nó là sản xuất tại Ý. Kính chắn gió của nó là kính chắn gió điện nha anh em. Mình đang để ở mức cao nhất và có thể chỉnh cho nó thấp xuống. Đấy, và kính chiếu hậu của nó cũng tích hợp xi nhan cũng khá là hay ha. Cũng như là đèn LED định vị ban ngày. Đấy, nhìn rất ngầu. Xe có trang bị ABS trước sau cũng như là traction control kiểm soát lực kéo. Và em Forza 300 đời 2020 này thì hiện tại nó đi là odo là 2087 cây, là cho nó là 2100 cây nha anh em. Đấy, và thiết kế mặt đồng hồ của xe thì anh em có thể thấy nó là theo kiểu dạng analog kết hợp với LCD ha, LCD đơn sắc. Đó, và cái đồng hồ cổ điển báo tốc độ cũng như là báo vòng tua máy của xe. Xe sử dụng chìa khóa smart key của Honda. Đấy, và ở đây nó cũng có nút traction control cũng như là điều khiển kính bằng điện nè. Mình bấm nút là nó thụt xuống nha anh em. Đấy, anh em có thể thấy nó tăng lên cũng khoảng 10 cm. Đó, rất là hay, chống bạc gió rất là tốt nha anh em. Và em Forza 300 này thì máy móc nó rất là êm, nó sử dụng chung với động cơ của SH300. Đấy, và dòng SH300 thì cái động cơ rất là êm cũng như là nó ngon lành hơn so với SH350 nha anh em. Đấy, và cốp của xe thì cũng rất là lớn, lên đến 42 lít. Đó, anh em có thể để hành lý rất là nhiều luôn. Và phần đèn hậu của xe thì anh em có thể thấy nó giống như là hình chữ X. Đó, và một số dòng xe khác như là ADV 150, 160 hay là những dòng ADV 350. Đấy, nó cũng có cái thiết kế đèn hậu hình chữ X tương tự như thế này. Và với dòng Forza 300 á, thì nó có thiết kế full LED nè. Và cái ánh sáng của nó cũng khá tốt nha anh em. Anh em đi ngoài đường thì sẽ thấy cái dàn đèn LED này nó rất là hấp dẫn. Đó, nó giúp chiếu sáng được tốt nè, giúp cho người lái xe ở phía sau cũng chú ý chiếc xe hơn. Đó, và chiếc Forza 300 này cái thân hình nó cũng tương đối là lớn ha. Nó là thuộc phân khúc Maxi Cutter dành xe tay ga, phân khối lớn, đô thị. Đó, và anh em cũng có thể sử dụng đi đường trường cũng rất là tốt. Xe này thì nó có cái cốp hành lý rất là to nè, để giúp cho anh em có thể để đồ mà anh em đi xa. Đó, chìa khóa từ smart key ha, nó có hai cái remote đó, còn đầy đủ luôn. Và cái phần yên ngồi cũng rất lớn đó, anh em nào chở vợ con đồ đi thì cái yên ngồi ở phía sau cũng như là phía trước thì nó rất là to đó, ngồi rất thoải mái nha. Xe này chỉ có 186 kg trọng lượng khô thôi, nó cũng tương đối là nhẹ nhàng. Và anh em nào quan tâm tới chiếc Forza 300 đời 2020, biển số thành phố Hồ Chí Minh, xe nhập Ý thì anh em cứ liên hệ với mình. Xe này có giá bán là 200 mấy chục triệu. Đấy, anh em nào quan tâm thì cứ liên hệ để mà biết giá chính xác nha. Xe này hiện đang ở khu dân cư Trung Sơn, Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đó, anh em có xem xe thì cứ ghé đây. Dòng Forza 300 này nó nhìn rất là bề thế. Đó, nhưng mà thiết kế của nó thì đã gọn gàng hơn so với những đời trước đây rồi. Đấy, mặc dù là xe thì có thiết kế cũng rất là to bự ha. Đó. Máy móc rất êm cũng như là chạy trên đường thì cũng cực kỳ êm. Rất tiện lợi cho anh em. Rồi anh em nào quan tâm tới Forza 300 thì anh em cứ gọi cho mình nha. Xin cảm ơn anh em.